35. Hữu lậu và vô lậu là gì? Mà bữa đây là có câu hỏi của Phật tử này hỏi xin nhờ dạy cho cái pháp môn tu về tu cái pháp vô lậu, làm sao để được cái phước vô lậu để mà hưởng cái quả vô lậu. Thì cái này cũng có tương quan trong việc học hành này, rồi tôi xin giải đáp ngay giờ là nói tới chữ vô lậu thì là các Phật tử nên nhớ cái chữ hữu lậu. Chữ lậu đây có nghĩa là chữ lậu nghĩa đen của nó là lọt, là nó lọt, là nó rơi nó lọt vào ở trong những cái đường gọi là lục đạo luân hồi. Người nào mà mặc dù là mình tu phước mà mình hưởng được cái phước báo cõi trời cũng còn gọi là phước báo hữu lậu, cõi người là phước báo hữu lậu. Atula cũng tương đối có phước báo mà cũng là phước báo hữu lậu, tức là nó còn lọt rớt ở trong cái dòng sáu nẻo luân hồi. Còn hữu lậu mà ba cái đường gọi là tam ác đạo đó thì nó tệ hơn, là ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Thì trong sáu cái đường đó, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục đó, trong kinh thường gọi cái từ là tam ác đạo, tức là ba con đường ác, ba con đường xấu, ba con đường đau đớn nhất so với sáu con đường, gọi là tam ác đạo. Còn ba cái đường trên là người, Atula và trời thì cũng gọi là phước báo hữu lậu, nhưng mà tương đối thì là nó có an lành hơn. Cũng như con người, cái nhân đạo của chúng ta đây tương đối có an lành. Tuy nhiên là cũng do cái phước mà của cái người tu hành cái nhân thừa nó có trọn vẹn hay không. Cái người tu nhân thừa trọn vẹn thì cái phước báo mà hưởng của nhân thừa đây nó trọn vẹn, cái gia đình nó có hạnh phúc, nó êm ấm, đời sống ấm no, không đến nỗi lo lắng nhiều trong việc ăn mặc ở trong đời sống. Còn mình tu mà có khuyết thì nó kém may mắn hơn, nó nhiều những cái mà ưu phiền. Còn người tu mà tiến lên vượt hơn thì là tu thập thiện nghiệp thì được phước báo của cõi trời. Mà cõi trời có nghĩa là cũng còn ở trong cái mặt đất này mà hưởng cái phước báo an lành trọn vẹn tốt đẹp hơn nhiều, gọi là hưởng phước báo cõi trời. Thì tại sao gọi nó là lậu, là vì á dầu hưởng phước báo cõi trời đi nữa chứ mà cái nhân mà là dựa trên cái kiến hoặc và tư hoặc đó, hai cái thứ sai lầm đó mà nếu mình chưa trừ được thì mình còn vẫn phạm phải những cái thứ sai lầm mà có thể từ quả báo của trời nó luân chuyển xuống cõi người, từ cõi người nó có thể luân chuyển đọa lạc vào con đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Do vậy mà gọi là lậu, là rớt, là lọt, lọt rớt trong cái lục đạo luân hồi đó. Còn vô lậu là không còn lọt rớt trong sáu cái đường đó, gọi là vô lậu. Nghĩa là từ cái địa vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và quả tối cao là A-la-hán là hoàn toàn không còn bị sai lầm để lọt rớt trong sáu cái nẻo luân hồi đó, cho nên gọi là vô lậu. Thế thì là muốn tu vô lậu á thì cái đối tượng tu hành mà tôi đã nói từ lâu là kiến hoặc và tư hoặc. Cho nên cái ý muốn thì là ai cũng muốn được quả vô lậu, ai cũng muốn tu cái nhân vô lậu để được cái quả vô lậu. Nhưng mà có cái điều là không phải dễ dàng thực hành. Vì vậy cho nên là nội cái người mà tu mà chứng được cái quả Tu Đà Hoàng là sơ quả để mà bắt đầu đi lên cái quả vô lậu cũng còn khó mà.
đoạn từ thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, năm cái mối sai lầm về nhận thức của mắt tai mũi lưỡi thân cũng còn khó đoạn trừ, khó dứt sạch ở trong tâm mình. Mà nếu đoạn trừ được năm món đó thì được cái quả Tu Đà Hoàng, bắt đầu là có cái nhân vô lậu rồi đó. Bởi vì theo kinh điển Phật dạy thì cái quả Tu Đà Hoàng đó vẫn sanh tử, tử sanh trong cái kiếp người, nhưng mà cái người này là không còn đọa trong địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, không đọa trong ba đường ác. Đó là cái hy vọng tốt là ở chỗ đó. Bắt đầu cái nhân vô lậu là ở chỗ đó. Làm người vẫn làm người, nhưng mà ta có một cái mức độ, cái trí tuệ nó có cái mức độ ngang bằng với cái cõi bậc không sai lầm, để tạo cái nhân địa ngục ngạ quỷ và súc sanh, cho nên không đọa vào địa ngục ngạ quỷ và súc sanh, gọi là người được quả Tu Đà Hoàng. Vì vậy cho nên tôi nói với đại chúng đó, cái quả Tu Đà Hoàng nó không phải là cái người lạ lùng, nó cũng có cái gì khác thường hơn là người thường bình thường đâu. Nhưng mà đoạn trừ được thân kiến, cấm mắc sai lầm về tự thân, về bản ngã, biên kiến giữa trên hai cái quan niệm chấp đoạn và chấp thường, tà kiến là đừng bao giờ lập cái mục tiêu nhân quả. Người nào mà cái tư tưởng mình mà lập cái mục tiêu nhân quả là bị tà kiến. Mà cái tà kiến rất là dễ bị lắm. Thành ra là tu thì đông, mà được quả Tu Đà Hoàng đã là khó rồi. Tôi nói ví dụ giờ trong ông bà cha mẹ của mình tu hành trong bình thường là tinh Phật về, mà tới chừng ngày qua đời rồi mà mình đi mua những cái đồ mà tẩm liệm mà để mà có bùa chú ếm đối để cho sau này là quỷ sứ dương dương rồi nó nể cái áo, gọi là áo gì đó, tôi không biết cái tên, bởi vì trong đạo Phật không có cái áo mà có chữ rồi in bùa chú này kia đó. Nói cái việc làm đó là tà kiến rồi. Việc làm đó là chứng tỏ rằng cái người đó không tin nhân quả rồi. Mà trong đạo Phật thì cái số đó còn nhiều lắm, kể cả cái số người xuất gia cũng còn làm. Đừng nói chi Phật tử tại gia là nghe mà quỷ sứ nó nể là chịu lắm, là mua về để làm cho ông bà cha mẹ, cái duyên duyên quỷ sứ nó nể. Áo người áo nói áo lục phủ, người áo nói lục xù, người nói áo. Có người thì gọi là tỳ lô quán đảnh, mà chữ đó thì trong đầu mặt tôi không thấy. Trong đầu mặt có cái từ đó nhưng mà không phải là chỉ cho cái đó. Mua tẩn liệm cho cha mẹ mà ông bà thì chết. Thế thì làm việc đó là tà kiến rồi. Bởi vì đâu phải người nào chết là cũng phải bị gặp quỷ dữ đâu. Trong giáo lý của đạo Phật là quy Phật bất đọa địa ngục, quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy Tăng bất đọa bàn sanh. Rồi thì trong ngũ giới là có tam quy, mà tam quy mà đúng rồi là cũng còn không đọa ba đường ác mà. Thế thì là đâu phải người nào chết là cũng gặp quỷ dữ, cũng gặp thiên dương. Và lại nữa, học kinh này á, học cái Lăng Nghiêm này nè, thì không phải là duyên dương quỷ sứ là cái cố định nó sẵn có để dành chờ đợi mọi người, mà cái đó là do cái nghiệp ác của người nào thì cái sự hành hạ đó nó có với người đó mà thôi. Nói về nôm na theo cái kiểu thế gian ta gọi là cái tòa án lương tâm, cái đó chính là tòa duyên dương đó. Tòa duyên dương nó phán xử là chính là do lương tâm. Cái đạo Phật thì không có chủ trương có một cái người nào ở đó mà bắt tội người ta mà hành phạt. Đạo Phật không có hành phạt, dù người đó có tội lỗi, họ làm thì tự họ chịu. Họ ngửa mặt lên trời, họ phun nước miếng thì nước miếng đó rơi vào mặt họ, vậy thôi.
Chứ nếu mà họ phun ra ngoài xa thì là ông Phật, ông thần nào rồi đó của Tôn Đạo Phật không có lấy cái nước của đó mà tạt lại cho người ta, không có. Người ta phun ra ngoài thì là người ta phun ra ngoài là không dính mặt vào của người ta, thì không có tạt lại cho người ta. Chỉ có cái người mà ngửa mặt lên trời phun nước miếng lên thì nó mới rơi xuống mặt mình. Cái hình mà nó cong thì cái bóng nó sẽ cong. Làm điều ác thì cái quả báo nó phản ảnh trở lại. Giống như cái tiếng vang của mình ở trong hang núi, mình la thiệt lớn thì nó vang lại trở lại lớn. Mình làm những điều mà bất nhân bất đức thì là nó vang dội lại, cái nó làm cho lương tâm mình đau khổ cắn rứt. Cho nên là không có làm những cái áo sống cái kiểu tẩn liệm rồi giải đậu rồi này kia đâu, không trúng. Mấy thầy mà tụng học rồi giải đậu đó, nó có gọi là cái chú tán xa, tức là người ta niệm Phật hàng ngày, mỗi một câu niệm Phật vậy là một thời niệm Phật vậy đó, ta trì chú vậy là người ta bóc miếng cát ta bỏ vô trong cái tô cái gì đó ta đựng, rồi người ta mới nghĩ rằng là cái câu chú người ta trì đó nó ăn nó dính vô trong hộp cát này. À, do vậy cho nên là tới chừng nghe chết rồi ta lấy cái xác đó, là khi mà luyện nó mấy thầy mấy sư cô mới lấy cái đó mà lại người ta tưởng tượng rằng là cái người ta trì chú đó là mỗi hộp cát nó dính với cái chú trọng á, cái kiểu đó là cái kiểu không phải của đạo Phật. Cho nên là lấy cái xác đó mà rải rồi là tán xa. Rồi còn có vị thì không hề niệm Phật nào, không có gì câu chú nào hết á, nhưng mà tới ngày ra thấy người ta làm cái tán xa vậy, bây giờ không có vậy là mua đậu đem về, nghĩa là tới chừng liệm đó là cũng cầm đậu giải trong cái hàng để liệm. Thế thì việc làm đó là thuộc về tà kiến rồi. Nếu mà làm cái việc đó mà được khỏi việc trời được tội lỗi thì ai tu để làm cái gì? Rồi cái nhân của người ta tu hành hàng ngày người ta làm thiện ở đâu mà bây giờ phải nhờ tới những hộp đậu đó, những hộp cát đó? Và nếu nhờ được hồng đậu cát đó thì là Phật đâu có cần phải nói kinh 49 năm để làm gì. Dạy tu hành chi cho mệt thì cứ dạy nó, bây giờ ta phát hiện ra cái chú tán xa như thế này, bây giờ là các đệ tử ta là cứ việc đọc cái chú này, tới giờ chết như là lấy cái cát này mà rã vô, lấy cái đậu này mà rã vô tẩn niệm cho người ta, thì người chết không bao giờ ai dám rớt, vong hồn được bình yên. Mà Phật đâu có nói cái kiểu đó. Phật phải dạy mọi người phải tự tu tự hành, tự sửa mình. Cho nên cái vấn đề tà kiếm mà còn thì đừng có nói tới vô lậu nha. Rồi còn cái chết cho coi ngày coi giờ nữa, khổ vô cùng. Cái nhà của người ta nghèo, tiền bạc để nổi 3 ngày đã là mệt rồi, mà trong 3 ngày không cho chôn, coi để kề ra thêm tới 2 ngày, 1 ngày 2 ngày, thậm chí có người tới 3 ngày, làm cho cái người sống mệt nhất như cũng muốn chết theo. Lớp thì tốn tiền tốn bạc khổ sở, mà đêm nào cũng để gắn teo vậy, đốt đèn leo lét vậy, thấy mà đau khổ biết chừng nào. Thế thì là cái vụ coi ngày mà không cho chôn cũng là một cái biểu hiện tà kiến đó. Cho nên là theo ý tôi á, nhưng mà ý tôi thì nó đâu phải là ý của nhiều người. Cái năm mà tôi đi ngoài Hà Nội lần đầu tiên, tôi nghe cái điểm tôi rất là thích, nhưng mà đều nhiều người ta nghe người ta ghét. Ở ngoài đó là bình dân người thường là chết là chôn trong vòng 24 tiếng hồ, cho nên cái hòm của người ta rất là đơn sơ, dán mỏng te, không có tốn bao nhiêu tiền hết á. Bởi vì 24 tiếng mà đâu có xin túi gì đâu, để vô rồi là chôn cái gỗ vô cùng, không tốn kém, không mạnh nhọc. Còn cái ông mà kêu bằng lớn nhất thì cũng để được 3 ngày. Mà 3 ngày thì miền Nam của mình đây thì bình thường rồi, thì đã để 3 ngày là quá rồi. Ở trong đó nếu mà để cần ra thì thấy cái bụng nó xình ương rồi, mình biết rồi. Mình thấy những cái con vật nó chết trong vòng 3 ngày là rùi bu kiến đậu là nó xình rồi, thì con người cũng vậy thôi. Cho nên để 3 ngày là tôi cho rằng là quá đáng. Mà cái phong tục tập quán vậy là coi như cũng phải đi. Còn bằng không là bữa trước rồi, làm xong là bữa nào. Tôi cho rằng là tốt nhất. Không có gì mà phải tự ái, không có gì mà phải tự ti.
Là nói ví dụ như cỡ như tôi vậy, tôi chịu nghe là nếu mà làm xong trong ngày cũng được, hay là bữa sau cũng được. Bữa trước rồi xong rồi đâu làm sớm rồi thì pháp xếp tất thủ tục xong rồi bữa sau cái hoặc là chôn hoặc đốt. Mà không có ví dụ em nói bùa chú về trên cái tội, kể cả tụng kinh cũng không cần luôn. Bởi vì tụng kinh là cũng là coi chừng đó, nó cũng rơi vào một cái mà mình tin không có chánh pháp. Kinh là để học một dây nè, Phật dạy kinh tất cả đều là đó. Ví dụ như tôi nói nãy giờ đó, kiến hoạch tư hoạch là cái đối tượng tu hành để mà ra khỏi tam giới, để mà tu cái nhân vô lậu. Mà tu nhân vô lậu là mình phải đoạn từ kiến hoạch tư hoạch chứ. Cái kiến hoạch tư hoạch là bình thường vậy, mà mình không tu chỉ tỏi cơm rồi tới chừng là chết rồi là nhờ tụng kinh mà để ra khỏi tam giới, để được cái quả vô lậu là sao có được. Cho nên là không khéo ăn thì nó lạc vào tà kiến rất là dữ, tức là không có tin nhân quả. Không tin nhân quả là tà kiến vậy nè. Tôi nói ví dụ như là đầu năm mà nội cái cúng sao mà để cầu bình yên trong năm cũng là tà kiến rồi. Có cái ông nào mà ăn cái quả như là cái lòng nhỏ xíu như vậy mà dám bảo đảm rằng ta cả một năm đó được bình yên vô sự là nghĩa làm sao? Cái dừa hấu, bình bông, vài cái cây gì đó. Có những người mà tỏ vẻ mình thạo thì mua 5 chiếc cái cây màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu vàng, gọi là ngũ quả, chứ đâu phải ngũ quả là vậy. Đem về cái kiểu vậy đó mà mình cúng, cái lọc cái xíu vậy mà mình lo hối lộ với cái điều kiện quá to, là cái năm đó La Hầu chánh thức chiến hung tai. Sao La Hầu người ta bị hung tai mà mình ăn cái lọc cái xíu vậy mà mình bảo đảm? Thì có công ty trách nhiệm nào mà đi bảo hành đi chuyện gì lỗ lãi chết làm sao? Thành ra là tài kiến dữ lắm, mà hãy còn đó là bị tài kiến. Rồi kiến thủ, rồi giới cấm thủ, bảo thủ những cái phương pháp, kể cả phương pháp tu hành sai lầm cũng chưa diệt trừ được kiến hoạch. Mà chưa diệt trừ được kiến hoạch là thuộc về hữu lậu vậy thôi. Còn diệt trừ được cái kiến hoạch thì bắt đầu là cái nhân vô lậu nó từ đó mới tiến lên được. Nhưng mà tại sao là vô trời kiếp hoạt rồi từ đó không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh? Nó có lý luận của nó, là tại vì này người ta bồi dưỡng cái trí tuệ của người ta, nó có cái trình độ rồi, người ta tinh sâu nhân quả rồi, những điều nào tội ác người ta biết, những điều nào sai trái người ta biết, cho nên người ta không làm những điều tội ác, những điều sai trái. Do đó mà cái nguyên nhân địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó không có. Đấy, đàng hoàng cũng là do mình tất cả thôi. Còn nói một cách cho rốt ráo là khi nào được qua A-la-hấn là theo giáo lý Phật là hoàn toàn cho mình ra khỏi 3 cõi, tức là 3 cái lãnh vực mà người thường đều bị là cõi dục, tức là còn tham dục, dâm dục, thực dục. Người này tự tại đối với tất cả vật chất, không có tranh giành, không có tạo tác, không có tham luyến, không có đấu tranh gì hết, gọi là người đó là người ra khỏi cõi sắc rồi. Rồi dứt bỏ được những cái nghĩ ngợi sai lầm, quan tưởng, quan đường, là người đó ra khỏi cái cõi vô sắc rồi. Thì tới chỗ đó là hoàn toàn gọi là vô lậu, nghĩa là nó không còn lọt rớt ở trong tam đồ ác đạo bao giờ, gọi là cái người ra khỏi 3 cõi. Mà cái đối tượng tu hành đó là kiến hoạch và tư hoạch. Đó là trả lời cái câu mà tu thế nào để được vô lậu. Rồi nó cái vô lậu thì ai cũng muốn, và khi mà học rồi thì nó có cái tiêu chuẩn, nó có cái chương trình đàng hoàng, nhưng mà làm khó đó. Nếu cố gắng thì được quả tu đà hoàng,
cũng là bắt đầu tạo cái nhân vô lậu. Mà quán tôi đào hoàng tôi thấy còn khó mà.